rời khán phòng để ra về với cuộc đời thật. Người nghệ sĩ trúc trả lại xiêm áo của những ông hoàng và những bà chúa thiên cổ để trở lại với chính mình. Không hào quang, không những nghệ danh được đặt, không một phần số tương lai. Tương lai của người nghệ sĩ hay của con đường nghệ thuật sẽ tiếp tục ra sao khi thánh đường không còn? Cuộc đời nghệ sĩ nào cũng sẽ phải có cái ngày đó, không có tránh được. Nhưng nếu ngày đó xảy ra, tôi sẽ nhớ rằng đã có đêm hôm nay sống trọn vẹn, vong thân hiến cho quý vị, hiến cho cái sân khấu. Một đêm trọn vẹn là đáng rồi đó. Vậy thì anh nói xong, anh có một cái câu gì vậy? À lại. Nếu được ước mơ, nếu được ước mơ, tôi chỉ mong rằng ký ức này mãi mãi đi theo tôi suốt cuộc đời còn lại. Vì hôm nay tôi đã cái hết mình trong thánh đường sân khấu của tôi. Nhật Minh Đông. Có những đêm mùa tôi trần trần thôi. Nhật Minh.